Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 13 tây tháng 5 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trong cái đề tài đầu tiên lúc nãy thì Phong đã nhắc đến cái bản tin về cuộc thăm dò mới nhất cho thấy rằng những khán giả của những cơ quan truyền thông khán giả và độc giả quý vị, những cơ quan truyền thông cánh tả tin rằng trong vòng 100 năm khí hậu toàn cầu sẽ có cái nhiệt độ tăng cao hơn. Có người tin rằng lên tới 10 độ F, tức là Fahrenheit 10 độ Fahrenheit. Có người thì tin rằng là từ 3 cho tới 5 độ Fahrenheit sẽ tăng so với cái thời gian mà năm 1800. Thì đại khái họ so sánh với năm 1800 và họ không so sánh với năm 1900. Là bởi vì năm 1900 lúc đó thì quý vị quốc gia nào cũng thi nhau xây dựng. Thì họ không dám so sánh đại khái như vậy. thì Nhưng mà nhân cái dịp mà họ đưa ra cái cuộc thăm dò này cho thấy rằng là những khán giả, những độc giả và kể cả những học sinh trong học đường đều bị cái lực lượng cánh tả sử dụng cái uh, chiêu thức rất là tinh vi dùng các nhà khoa học để mà định hướng dư luận theo ý của họ. Và kể cả những nhà khoa học đều trở thành công cụ của họ. Và tôi cắt nghĩa tại sao các nhà khoa học trở thành công cụ. Những nhà khoa học mà có cái bề dày lâu năm thì họ bảo thủ hơn. Họ không dám đưa ra những kết luận. Nhưng những kẻ mà gọi là trẻ trung hơn. Trẻ trung hơn đó quý vị. Thì nhanh chóng đưa ra kết luận. Và những kẻ này là bởi vì họ cần tiền để nghiên cứu. Và những kẻ tài trợ tiền đều có mục tiêu. Đều có mục đích và đều có agenda chính vì vậy những cuộc nghiên cứu và những kết luận của họ thông thường là theo khuynh hướng có lợi cho phía cánh tả có lợi cho những kẻ gọi là có mục tiêu chứ không phải là những cái cuộc nghiên cứu natural tức là tự nhiên và đưa ra kết luận do đó nhưng cái bài này tôi phân tích cho quý vị thấy rõ các nhà khoa học làm việc và trong đó thì tôi cũng đưa ra một cái khởi gợi ý là nếu như con cái của quý vị mà về mà đưa ra tên nhà khoa học abcd từng được giải abcd À, đưa ra kết luận như thế này là phải tin tưởng thì quý vị phải coi lại cái rau của nhà khoa học đó và phân tích cho con cái mình hiểu là trong thời gian ngắn vài năm một một làm được một project cho nên thì nó có đáng tin hay không so với một người tốn hai ba chục năm cho một project nghiên cứu thì cái này đã là họ so sánh đối chiếu quý vị sẽ thấy được là cái sự già tinh vi của những kẻ mà lợi dụng cái ngành khoa học để mà thực hiện những mục tiêu chính trị hay là những mục tiêu đằng sau lưng của họ Ok quý vị, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay và bây giờ bước qua đề tài thứ hai. Trong đề tài thứ hai sáng ngày hôm nay thì tôi có loan tin là lực lượng à, tuần duyên của Philippines đã có cuộc đối đầu với lại à, 287 chiếc tàu à, bán quân sự của Trung Quốc ngay trên quần đảo Trường Sa nơi mà nằm về cái quyền quản trị của Philippines và đặc biệt là trong cái à, À, khu vực mà à, đang có tranh chấp giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc này thì quý vị đã thấy rồi. À, trong đó thì à, phía Philippines cho biết rằng là họ đã có cái lực lượng tuần duyên và trong đó có đã cả một cái đoạn vi video clip cho thấy là lực lượng Philippines đang có những cái à, à, hoạt động rất là gây gắt ở khu vực này và cùng một lượt thì Trung Quốc đã gia tăng rất nhiều những lực lượng bán quân sự của họ tại khu vực này và đang đe dọa trầm trọng tới cái à, An ninh ổn định và hòa bình ở khu vực khi mà lực lượng đã bán quân sự của Trung Quốc tiếp tục xâm lấn qua lãnh hải của nhiều quốc gia ở khu vực và điều này cho thấy rằng là cái phản ứng của mỗi quốc gia đều có sự khác biệt với nhau và nói chung là quý vị sẽ thấy được sự phản ứng này là rõ ràng là chúng ta thấy cái cách ứng xử và sự yếu kém của những cái kẻ cai trị hay những cái chính phủ ở xung quanh khu vực, quý vị. À, sự kiện này diễn ra giữa lúc mà Hoa Kỳ đang có những cái hoạt động quân sự ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương để ngăn cản cái sự bành trướng của Trung Quốc. thì à, giống như tôi đã phân tích từ những cái bài nói chuyện trước đây liên quan tới khu vực Biển Đông là Trung Quốc đã bắt đầu có những cái diễn biến và đã có những cái sự bành trướng ở trên Biển Đông rất là nhiều và Hoa Kỳ cũng quay trở lại. tuy nhiên cái khó khăn của Hoa Kỳ là do cái sự bỏ rơi khu vực Á Châu của Bill Clinton trước đây thúc đẩy cái toàn cầu hóa và nhắm vào thị trường Trung Quốc, bỏ rơi cả thị trường Á Châu, khiến cho Á Châu bị hụt khẩn. Và từ đó thì khi mà Hoa Kỳ quay trở lại gặp rất nhiều những khó khăn. Và lợi dụng điểm này, Trung Quốc đã bắt đầu đưa tất cả những cái tàu bán quân sự và kể cả quân sự của họ tới uy hiếp trên Biển Đông và cho rằng toàn bộ Biển Đông là lãnh hải của họ trên cái đường lưỡi bò. Và sau một thời gian mà Hoa Kỳ quay trở lại thì bây giờ chúng ta đã nhận rõ cục diện tức là Trung Quốc cũng phải giới hạn lại tất cả những cái hành động của họ mặc dù không còn được như ngày không có qua uh, hành như ngày xưa nhưng ít nhất cũng đã uh, cũng đã giảm đi một phần nào uh, cái uh, cái uh, giảm đi một phần nào thì cái này là cái mà Phong đã cho quý vị đã thấy thì bây giờ chúng ta không nói tới cái thái độ của Trung Quốc mà chúng ta nói đến thái độ của những quốc gia ở trong khu vực sau mấy năm chứng kiến cái cuộc giằng co giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc họ đã có thái độ như thế nào trong các quốc gia này phải nói rằng là mạnh mẽ nhất vẫn là malaysia malaysia là quốc gia phải nói là rất mạnh mẽ trong vấn đề chủ quyền và họ rất dứt khoát trong vấn đề chủ quyền mặc dù là họ vẫn hợp tác làm ăn với trung quốc đặc biệt là malaysia và indonesia cũng nằm trong cái dự án một vành đai một con đường của tập cận bình chứ không phải là không có quý vị nhưng malaysia về mặt chủ quyền họ dứt khoát và cứng rắn vô cùng quý vị còn nhớ cách đây không lâu là họ đã đưa cả khi mà tàu thăm dò cái tàu thăm dò dầu khí của Trung Quốc tiếp cận vào khu vực mà gần lãnh hải của Malaysia. Ngay lập tức là họ đã đưa cả F16 bay ra ngoài lãnh hải và kể cả các tàu khu trục hạm của họ ít nhất hai chiếc ra để mà bảo vệ không để cho bất cứ một cái chiếc tàu nào có thể xâm phạm vào 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia phải nói là Malaysia có một cái thái độ rất dứt khoát trong vấn đề chủ quyền của chủ quyền quốc gia. Rồi kế tiếp tới Indonesia, Indonesia thì đích thân ông à, tổng thống Widodo đã bay tới đảo Natuna, là một cái đảo nằm ở cái quần đảo nằm ở đuôi Trường Sa, nó không dính vào quần đảo Trường Sa, nó nằm riêng ra và nó thuộc à, cái quyền cả quản trị của Indonesia. Và đích thân ông bay ra ngoài đó, và ngay sau khi ông bay ra ngoài đó thì lực lượng của indonesia cũng đã gia tăng cái lực lượng hải quân và lực lượng tuần duyên của họ tại đây và kết quả trong mấy năm nay là liên tục tàu đánh cá trộm của trung quốc của việt nam của philippines của thái lan mà xâm nhập vào những cái vùng này đều bị indonesia và malaysia bắt giữ truy tố và đem tàu ra ngoài biển bắn phá cho sập cho chìm hoặc là cho đốt cho chìm luôn thì quý vị thấy là cái thái độ cứng rắn của indonesia và malaysia như thế nào trong cái vấn đề là chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ Philippines kể từ khi Duterte lên, thì ông ta rất giận trong quá khứ Hoa Kỳ đã không hỗ trợ dưới thời của Obama đã không hỗ trợ cho việc Philippines gìn giữ lại cái bãi cạn Scarborough đã bị Trung Quốc đánh chiếm từ năm 2012. Thời điểm đó thì dưới chính quyền của Obama, Obama lại là rất là nhu nhược với Trung Quốc và gần như nhượng bộ Trung Quốc tất cả mọi lãnh vực. Obama đã nhượng bộ rất nhiều cho Trung Quốc và kết quả là Obama đã đứng im nhìn thấy cái bãi cạn Scarborough bị Trung Quốc đánh chiếm. Philippines đã cố gắng bảo vệ nhưng mà khiếu nại với cộng đồng quốc tế rồi nộp đơn kiện. 4 năm sau, 2016 vẫn dưới triều đại của Obama, Philippines đã thắng được cái đơn kiện dù rằng là Trung Quốc không thừa nhận đơn kiện này. Nhưng mà Philippines đã chính về mặt diện họ đã thắng được đơn kiện thì chính Obama cũng không làm gì để giúp cho Philippines lấy lại cái đảo cái bãi cạn Scarborough. Chính vì điều này, khi mà Duterte lên làm tổng thống, ông này vốn là thị trưởng của một cái thị trấn ở Mindanao, nơi mà ông ta đã từng cầm quyền thị trưởng đối phó với lực lượng hồi giáo cực đoan, đặc biệt là nhóm hồi giáo Abu Sayyaf tại khu vực này. Ông ta có một cái thái độ rất quyết liệt và cứng rắn với lại những cái thành phần gọi là phiếm loạn ở Philippines tại vì khu vực của ông là Davao tức là cái khu vực mà Mindanao chứ xin lỗi quý vị khu vực Mindanao tức là khu vực mà được xem là có cái lực lượng hồi giáo hoạt động tại đây ông ta đã sắc rất là rất là sắc máu với lực lượng khủng bố này và rồi thì ông ta cũng là sắc máu với cái lực lượng cộng phi vốn đâu à, hoạt động ở Philippines nhiều năm ở trong các rừng núi trước khi mà ông ta đắc cử tổng thống và khi ông ta đắc cử tổng thống thì ông ta đã gây sửng sốt nhưng mà ông ta lấy lòng được người Philippines rất nhiều trong cuộc chiến chống ma túy. Khi mà ông ta cho phép lực lượng cảnh sát bắn gục tất cả những kẻ có liên can tới ma túy, không cần ra tòa xét xử. Việc này đương nhiên đã bị cộng đồng quốc tế lên án rất nhiều, bởi vì à, trong cái việc mà việc trong cái việc mà à, cho phép bắn như vậy thì đã có những cái hành động lạm dụng những người vô tội bị chụp mũ là có ma túy và bị cảnh sát bắn chết và không bị truy tố. 6.000 người đã bị thiệt mạng trong cái cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte. Nhưng bù lại, mặc dù cộng đồng quốc tế chỉ trích ông ta, nhưng ông ta lại được dân chúng Philippines tin tưởng. Dân chúng Philippines tin tưởng ông ta về cái thái độ quyết liệt của ông ta, vừa đối phó với lại cái tình trạng khủng bố của các nhóm Hồi giáo, các nhóm Cộng Phi, vừa đối phó với tình trạng gọi là à, à, hoành hành của ma túy. Rồi ông ta lại là cái người mà sắc bé à, có những cái luật lệ sắc à, gọi là nghiêm khắc lắm trong cái vấn đề cờ bạc tại vì thời gian mà lúc ông ta lên thì rất nhiều công ty của Trung Quốc đã tràn qua Philippines mở những sòng bài. Và kể cả những sòng bài online khiến cho người dân Philippines đã nghèo còn vướng vào cái nạn cờ bạc nữa quý vị. Vướng vào cái nạn cờ bạc. Do đó thì ông ta đã có những cái chính sách được xem là nghiêm khắc để mà để mà chấn chỉnh lại cái cái kỷ cương của Philippines. Ông ta được lòng của người dân Philippines. Nhưng do cái việc mất đi cái bãi cạn Scarborough, ông tổng thống Duterte đã có một cái thái độ thiên hẳn về phía Trung Quốc, thiên hẳn về phía Trung Quốc và coi kẻ Hoa Kỳ không còn là đồng minh mà thậm chí đôi lúc ông còn coi Hoa Kỳ như là kẻ thù của ông luôn, quý vị. Tức là nhân vật này rất là căm tức trong cái vấn đề mà chính quyền Obama trước đây đã bỏ rơi Philippines trong cái bãi cạn Scarborough và ông ta đã có những cái thái độ gọi là nhu nhược với Trung Quốc rất là nhiều và nhượng bộ Trung Quốc rất là nhiều. Ngược lại, đối với Hoa Kỳ thì ông ta lại có một cái thái độ quyết liệt và rất là thành kiến. Sau mấy năm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ làm ông Mike Pompeo cố gắng vận động nhưng vẫn không thuyết phục được ông này. Thậm chí là ông Mike Pompeo đã đưa ra cái hiệp ước đồng minh năm 1951 và trong đó chỉ ra cho thấy, chỉ ra cho ông thấy là Hoa Kỳ sẽ bảo vệ cho Philippines. Nhưng mà rồi ông nói, ê, cái này anh đưa cho tôi vô dụng thôi mà bãi cạn Scarborough của tôi kìa nó chiếm rồi kìa anh có ngon anh đánh chiếm cái cả cái bãi cạn đó đem đó trả lại cho tôi đi tôi mới tin cái kiểu của ông Duterte là như vậy cái kiểu của ông Duterte là như vậy và chính vì điều này mà ông ta chọn trở nên rất là yếu kém trong việc đối phó với Trung Quốc nhưng mà sau một khoảng thời gian khi mà ông ta nhìn thấy được cái sự hiện diện càng lúc càng nhiều nhiều đồng minh ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương đã bắt đầu liên kết với Hoa Kỳ để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc thì ông ta bắt đầu diệu vọng Dịu dọng thôi quý vị, cũng chưa phải là ông ta gọi là cái người mà đứng về phía Hoa Kỳ đâu, cho tới giờ phút này. Nhưng, ít nhất ông ta đã mắt nhắm mắt mở cho Bộ Quốc phòng Philippines làm việc. Và người đứng đầu ngành hải quân của Philippines đã bắt đầu được bật đèn xanh một cách bán chính thức của ông Tổng thống. Và kể cả ông Ngoại trưởng Philippines cũng được bật đèn xanh bởi ông Duterte, đã bắt đầu có những ngôn ngữ rất mạnh, thậm chí ông dừng chữ F với lại Trung Quốc luôn get the fuck out here tức là ông ông Locksing là ông ngoại trưởng của Phi ông đã dùng cái chữ F để mà ông chỉ ông buộc Trung Quốc phải rời khỏi cái khu vực mà do Philippines kiểm soát và rồi thì bên bộ quốc phòng đã được bật đèn xanh một cách bán chính thức của ông Duterte họ bắt đầu đưa hải quân và lực lượng tuần duyên ra để mà ngăn cản và ngày hôm nay cái cuộc đối đầu rất căng thẳng tôi đã coi cái đoạn video clip đó mà tôi không chiếu trên đây được tại vì thuộc về bản quyền người khác thì là lực lượng Philippines à, tuần duyên của Philippines đã chặn à, đứng tất cả các cái tàu của Trung Quốc mà tổng cộng được đếm là 287 chiếc tàu bán quân sự của Trung Quốc gọi là bán quân sự là bởi vì theo luật của Trung Quốc người dân thường không được sở hữu vũ khí trên nguyên tắc về ở Trung Quốc nhưng các tàu đánh cá này đều được trang bị vũ khí hạng nặng kể cả súng máy, súng đại liên thì rõ ràng cái vũ khí đó từ đâu ra là được lực lượng PLA tức là lực lượng quân đội của cộng sản trung quốc cung cấp cho những cái kẻ đánh cá này hoặc là chính những lực lượng quân đội PLA giả dạng là những ngư dân ở trong các cái thuyền đánh cá này. Cho nên tại sao chúng ta gọi đó là lực lượng bán quân sự của trung quốc chứ không thể coi họ là lực lượng dân thường được. Tại vì họ sở hữu vũ khí ngay trên tàu của họ và họ vây chặt cái uh, khu vực ở Western Rip mà philippines có cái tên gọi là Julian Philip còn phía Việt Nam gọi là đảo, đảo gì? À, Subi. Quý vị, bây giờ vẫn còn đang hấp bệnh. Tức là ngay giờ này tôi đang nói chuyện với quý vị, nó vẫn đang hấp bệnh tại đây. Nó vẫn đang xảy ra tại đây. Nhưng ít ra Philippines đã có một thái độ khác. Tức nhất, ít nhất họ đã tham gia, ít nhất là hai cuộc tập trận với Hoa Kỳ. Dưới thời Duterte, họ đã tham gia hai cuộc tập trận với Hoa Kỳ. Và bây giờ họ bắt đầu đưa hải quân và đưa tuần duyên của họ ra trận Trung Quốc một cách công khai và ra mặt chống đối Trung Quốc tại khu vực này và yêu cầu Trung Quốc phải lập tức rời khỏi khu vực này. Đây là thái độ khá quyết liệt của chính quyền Philippines mà ông Duterte tôi đã cắt nghĩa cho quý vị nghe. Ông ta nghiêng hẳn về phía Trung Quốc đó. Nhưng mà ông ta đã bắt đầu dịu giọng và đã gọi là mắt nhắm mắt mở, bật đèn xanh bán giới thức cho Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao làm việc. Thì quý vị, cuối cùng Philippines cũng đã mạnh dạng đưa tàu trục xuất Trung Quốc. Duy nhất chỉ có một quốc gia trong khu vực cho tới giờ phút này không những là không đưa quân đội ra và không đưa hải quân ra chặn đứng những cái trò gọi là xâm lấn lãnh hải của Trung Quốc. Ngược lại còn cho nó mượn biển. Tại vì Trung Quốc mà di chuyển từ ở khu vực Hải Nam, đảo Hoàng Sa mà di chuyển xuống khu vực Trường Sa bắt buộc phải đi ngang qua vùng biển Việt Nam. Bắt buộc phải đi ngang qua vùng biển Việt Nam nhưng hải quân Việt Nam không dám chặn và không muốn chặn để cho họ tự do đi vào trong cái khu vực gọi là 200 hải lý đặc quyền kinh tế của Việt Nam thông thả đi xuống trường Sa để quậy ở Philippines và quậy ở trường Sa. Phía Cộng sản Việt Nam lại trên nguyên tắc trên nguyên tắc họ vẫn nói rằng ô chúng tôi dùng giải pháp chính trị và giải pháp ngoại giao. Nhưng quý vị rõ ràng chỉ là đầu môi chót lưỡi không hề có một hành động cụ thể nào hết lâu lâu rồi cho một cái tàu của hoa kỳ viếng thăm để coi như là ô oh, cho nhiều người dân hiểu lầm rằng là họ hợp tác với hoa kỳ hoa kỳ hoàn toàn không hề hợp tác với cộng sản việt nam úc hay là tàu của ấn độ hay tàu của pháp tàu của ankara có ghé qua đó chẳng qua là maintenance tức là họ cần một cái vị trí bảo trì họ liên lạc phía việt nam đồng ý thì họ vô không đồng ý họ qua nước khác thì cộng sản việt nam lại cho vô à, được đậu trên đó một vài ngày mà cộng sản việt nam đã tuyên truyền là sự viếng thăm giao hữu đại khái như vậy nhưng mà thật sự nó không có một cái sự gọi là cam kết nào về mặt giấy tờ hay bất cứ một cái gì cộng sản việt nam không dám ký bất cứ một cái gì để hợp tác và ngược lại các quốc gia này cũng không thể ký với việt nam được bởi vì hoa kỳ không thể ký những quốc gia khác tôi không biết nhưng hoa kỳ không thể ký với cộng sản việt nam về hợp tác quân sự được bởi vì quốc hội hoa kỳ không cho phép lý do không cho phép là bởi vì trên nguyên tắc chủ nghĩa cộng sản vẫn là kẻ thù của Hoa Kỳ. Chữ communist vẫn là kẻ thù. Do đó không thể hợp tác với communist được. Và thứ hai là Hoa Kỳ đòi hỏi cái quốc gia mà hợp tác với mình phải là một quốc gia có một nền chính trị minh bạch. Mà quan điểm và cái định nghĩa chính trị minh bạch của Hoa Kỳ là phải có đảng đối lập kiểm soát đảng cầm quyền. Do đó, khi hợp tác quân sự với một nước nào phải được sự chấp thuận của quốc hội mà quốc hội thì bị cái quy tắc đó nó kèm nó nó chặn lại nó không cho phép chỉ là ok đôi lúc ok hỗ trợ cho một cái quốc gia đó một chút về vũ khí hay là những cái tàu cũ vân 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 thì cái đó họ cho nhưng mà chính thức ký hợp tác là không có bởi vì không thể vượt qua được cái luật của quốc hội trong hai điều kiện thứ nhất là được quốc gia cộng sản thứ hai là nền chính trị một đảng cai trị là không phù hợp với lại cái quy tắc của quốc hội hoa kỳ do đó họ không có hợp tác Chính vì điều này mà Cộng sản Việt Nam không dám nói thật cho cho người dân biết về những cái gì đang xảy ra. Họ chỉ làm lâu lâu thấy có tàu bị ghé bắt đầu báo chí lăn xê lên giống như là Việt Nam đang hợp tác với Mỹ. Hay là Mỹ nó cho một vài cái tàu cũ để cho cảnh sát biển trên cái tinh thần gọi là chống tội ác trên biển. Tức là chống những cái thành phần buôn lậu nè, chống những thành phần tội ác xuyên quốc gia, những tội ác, thì họ tặng một số những cái tàu cũ cho cảnh sát biển Việt Nam để mà tăng cường cái mạng lưới gọi là chống lại những cái tội ác trên biển thì cái đó là trên cái nguyên tắc là cảnh sát quốc tế họ có những cái quy luật chung thì họ hỗ trợ nhau thôi chứ về mặt quân sự hoàn toàn hoa kỳ không có hợp tác vì gì với cộng sản việt nam cả chính vì điều này mà cộng sản việt nam vẫn che giấu và vẫn khoe khoang không có một văn bản chính thức nào ký kết hết cho tới giờ phút này và cộng sản việt nam một mặt thì miệng nói rằng là À, chúng ta không đứng về phía này chống phía kia Nhưng trên nguyên tắc Cộng sản Việt Nam đã đứng về phía Trung Quốc Tại vì chính họ đã để cho Trung Quốc Dùng cái biển của mình Cái 200 hải lý đặc quyền kinh tế Để Trung Quốc tha hồ đi xuống dưới trường xa Lấn xuống biển của Malaysia Biển của Indonesia Và thậm chí là đi thẳng vào Campuchia luôn Đi thẳng vào biển của Việt Nam Để vào cái bến cảng của Campuchia luôn Quý vị nhìn trên bản đồ quý vị thấy Là nếu mà Trung Quốc không có cái cửa biển của Việt Nam Thì làm sao Trung Quốc có thể đi vào Campuchia được Họ không thể đi một cái đường dòng xa qua trường xa qua Philippines, dòng ngược trở lại Campuchia. Họ đi dọc theo bờ biển của Cộng sản Việt Nam, tức là cái đặc quyền hải, 200 hải lý đặc quyền của Việt Nam để mà đi vào cái lãnh hải của Campuchia luôn. Thì trong tất cả các quốc gia, Cộng sản Việt Nam là những kẻ yếu kém nhất trong việc đối phó với Trung Quốc. Nhưng mà không dám lên tiếng, không dám hó hé gì hết. Cái miệng thì lúc nào cũng Bộ Ngoại giao chúng tôi phản đối ABCD. Nhưng mà chỉ phản đối bằng miệng thôi rồi xong ra cầm tờ giấy đó dục thùng rác trong khi bây giờ quý vị thấy malaysia indonesia philippines và ngay cả brunei brunei là cái quốc gia hiền nhất ít lên tiếng mà họ đã bắt đầu có cho phép anh hợp tác quân sự và để cho anh có thể đặt một cái căn cứ ở ngay tại bờ biển của họ để đối phó với trung quốc rồi mà chỉ có duy nhất cộng sản việt nam là không dám lên tiếng cũng không có à, gọi là à, sử dụng tất cả những cái trò mà thúc đẩy khối asean lên thông cáo chung hay cái gì chỉ là những do đầu môi góc lưỡi thôi cuối cùng người ta vẫn muốn anh phải đưa lính của anh ra để chứng minh lập trường của anh các quốc gia đều đưa binh sĩ của họ ra trước à, cái à, lãnh hải để chứng minh cái lập trường bảo vệ và cái quyết tâm bảo vệ lãnh hải nhưng cộng sản việt nam không làm thì đây chính là những cái gì mà tôi cho quý vị thấy rõ những cái trò bịp bọm của cộng sản việt nam và cái sự yếu kém và gần như lệ thuộc vào bắc kinh một trăm Họ đã chọn cách đứng về Bắc Kinh. Chứ không phải là họ không đứng về phía này chống phía kia quý vị. Họ nói láo. Tôi gọi là Cộng sản Việt Nam nói láo. Họ đang đứng về phía Trung Quốc. Một cách âm thầm. Chứ họ không phải là ờ, chúng tôi không đứng về phía này chống phía kia. Chúng tôi cũng không ủng hộ phía này chống phía kia. No. Họ đang tiếp tay một cách gián tiếp cho Cộng sản Trung Quốc. Để mà Cộng sản Trung Quốc tiếp tục bành trướng trên Biển Đông. Đây chính là cái mà tôi nhấn mạnh là bởi tại sao họ tiếp tay tại sao họ đi ngược lại cái lòng dân việt nam là bởi vì họ không còn chọn lựa nào khác muốn giữ cái quyền cai trị muốn giữ cái quyền cai trị là chỉ có duy nhất dựa vào trung quốc thôi dựa bằng cách nào thứ nhất là nguồn tài chính họ không vay được tiền ở nơi nào nữa hết chỉ duy nhất trung quốc cho họ vay tiền <laughs> những dự án hạ tầng cơ sở ở tại Việt Nam 80% nằm trong tay nhà thầu của Trung Quốc rất rõ ràng. Hệ thống ngân hàng của Cộng sản Việt Nam bây giờ 7 trăm vay tiền từ ngân hàng của Trung Quốc bằng giá wholesale để rồi cho vay lại với cái giá cao hơn ở tại Việt Nam. Rồi tất cả những cái mặt hàng ở ngoài Bắc gần như là những mặt hàng made in China. Và Việt Nam là thị trường lớn nhất của Xiaomi, của ZTE và của Huawei. iPhone hay là Samsung ở Việt Nam bị giới hạn rất nhiều. Bởi vì Quý vị cứ coi vào đó là quý vị thấy được chính sách. Và quý vị thấy rõ ràng là tất cả những cái đó họ lệ thuộc vào Trung Quốc. Chính vì vậy mà Cộng sản Việt Nam không thể đứng mạnh dạng chống lại Cộng sản Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Trong khi các quốc gia dọc theo đó, ngay cả cái nước mà tôi đã nói là Duterte là cái người có thành kiến với, với Mỹ nhất. Mà bây giờ ông ta cũng phải để cho quân đội ra, hải quân ra, lực lượng tuần duyên ra, đối đầu với Cộng sản Trung Quốc. Ngay trên cái vùng uh, Wysen drift còn Cộng sản Việt Nam tới giờ phút này vẫn im lặng. Mặc dù cứ suốt ngày cứ bô bô, Trường Sa và Hoàng Sa là chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam. Ủa chủ quyền của anh tại sao nó đưa tạo vô, anh không dám làm gì hết. Thì quý vị, tôi mở ra cho quý vị thấy, và tôi cắt nghĩa cho quý vị thấy, từng quốc gia tranh chấp trong khu vực, mà Indonesia không có tranh chấp nha. Trong các quốc gia tranh chấp cái quần đảo Trường Sa không có Indonesia. Indonesia chỉ bảo cái khu bảo vệ cái khu vực cái quần đảo Natuna của họ thôi. Nhưng mà họ sẵn sàng cứng rắn với Trung Quốc luôn thì có thể tại vì cái trường xa thì là Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines, Trung Quốc và đảo quốc Đài Loan đang tranh chấp chủ quyền. Không có Indonesia, nhưng mà Indonesia vẫn có mặt về hiện diện để mà bảo vệ cái chủ quyền của họ trên đảo Natuna. Trong khi đó, cái kẻ mà suốt ngày nói là ô trường sa hoàng sa của Việt Nam, nhưng mà như con rùa rụt cổ. Trốn ở bên trong, không dám lú đầu ra. Hải quân bây giờ không thấy mặt mũi đâu hết từ ngày xảy ra tất cả kể từ lúc mà ông Trump lên tới bây giờ tôi không thấy mặt mũi của hải quân cộng sản việt nam ở đâu hết ngoại trừ những cái lần mà tàu chiến của hoa kỳ ghé qua biển đà nẵng hay là gì đó thăm thì tự nhiên hải quân ra đứng đón chào rồi vô bắt tay mua ba cái hộp về mua ba cái kỷ niệm mà không nhìn thấy được hải quân cộng sản việt nam đứng ở ngoài biển gọi là bảo vệ chủ quyền biển đảo nội cục diện này không chúng ta đã thấy rõ và dựa trên tình hình kinh tế của việt nam bây giờ chúng ta cũng thấy rõ Cộng sản Việt Nam đứng về phía nào trong cục diện ở Biển Đông và được xem là cái quốc gia bị đánh giá là yếu kém nhất tại tại à, khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Yếu kém nhất về quân sự. Yếu kém tới mức không dám lú đầu ra luôn. Philippines được xem là yếu nhất mà bây giờ họ còn dám mạnh dạng đi ra. Trong khi Cộng sản Việt Nam thì trốn, trốn mất tiêu. Thì đây là cho quý vị thấy rõ. Cục diện ở Biển Đông. Quý vị không thể trông chờ vào cái kẻ cai trị của quý vị được cục diện ở biển Đông thay đổi tình hình của Á châu, tái lập cái uh, trật tự tại Á châu. Là do chính quý vị. Muốn tiếp tay cho Hoa Kỳ nhanh chóng lập lại trật tự này thì quý vị là do chính những người dân ở trong Việt Nam phải thay đổi cái chế độ khác để có mạnh dạng hơn và can đảm hơn đối đầu với Trung Quốc và phối hợp với Hoa Kỳ. Thì quả chẳng thành còn ngày nào cộng sản còn cai trị quý vị, chắc chắn điều đó không xảy ra. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của tôi dựa trên cái bản tin chiều ngày hôm nay à, sáng ngày hôm nay khi mà Philippines đã bắt đầu đối đầu trực tiếp với lại Cộng sản Trung Quốc ở tại khu vực Washington, Drift nơi mà 287 chiếc tàu bán quân sự của Trung Quốc đang vây chặt chỗ này và lực lượng tuần duyên hải quân của Philippines đã sẵn sàng để trục xuất họ ra. Và nhân cái dịp mà bản tin này, tôi phân tích cái tình hình cho thấy các quốc gia đối với cái việc bảo vệ biển đảo của họ, họ sử dụng tất cả những hành động cụ thể để chứng minh, họ không nói bằng cái miệng. Và đó chính là cái mà tôi phân tích cho quý vị thấy Cảm ơn mọi người rất là nhiều Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi Trong chương trình tin cập nhật buổi tối lúc 6 giờ 30 giờ California Tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas Quý vị và các bạn có thể đem cái đề tài ngày hôm nay lên Để chúng ta thảo luận trong phần tin cập nhật Hoặc là quý vị có thể dựa trên bản tin mới nhất của Phong Chiều ngày hôm nay để chúng ta có thể thảo luận tất cả những thời sự liên quan trong ngày Cảm ơn tất cả mọi người và chúng ta sẽ gặp lại sau trong vòng một tiếng đồng hồ nữa. Mến chào mọi người. Bye bye.